Chào tất cả các bạn, hôm trước chúng ta đã nói về vấn đề tình hình nhà cửa ở Canada ra sao, giá cả đắt như thế nào. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói về quá trình mua nhà ở Canada, gồm có những bước nào. Thì đây là những cái bước chung cho cả cái quá trình này, từ việc chuẩn bị down payment cho tới là xây dựng cái credit score của chúng ta, cho tới khi chúng ta cầm được chìa khóa nhà. Nói chung đây là cả một quá trình khá dài, bởi vì mình làm cho một công ty tài chính và đầu tư nên cũng rất là yêu thích vấn đề nhà cửa. Ở mỗi bước của cái quá trình này thì chúng ta sẽ có những cái video cụ thể. Mình sẽ cung cấp những thông tin cũng như là kể về những cái sai lầm mà mình đã từng mắc để làm sao mà các bạn có thể tránh được cho cái việc mua nhà của bạn sau này. Hôm nay thì chúng ta nói về bước đầu tiên là chuẩn bị mortgage down payment, hay chúng ta còn gọi tắt là down payment. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu down payment là gì và những cái khái niệm quan trọng liên quan tới cái khái niệm down payment này. Và phần thứ hai của video chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi quan trọng có liên quan tới việc down payment. Ở cái video về giá nhà cửa ở Canada, mình đã đề cập tới khái niệm này, nhưng mà mình nhắc lại một lần nữa. Ở đây khi mà chúng ta mua nhà, chúng ta không trả hết bằng tiền mặt mà chúng ta sử dụng một phần tiền của chúng ta để trả. Cái phần tiền đó gọi là down payment. Phần còn lại thiếu chúng ta đi vay ngân hàng, thì cái phần mà chúng ta đi vay gọi là mortgage loan. Hàng tháng chúng ta phải trả ngân hàng một khoản tiền, thì cái khoản này gọi là monthly mortgage payment, bao gồm một phần lãi suất mà chúng ta phải trả cho cái khoản vay, phần còn lại đó chính là một phần của khoản vay mà chúng ta cần phải trả. Lấy một cái ví dụ đơn giản về monthly mortgage payment, có nghĩa là trả tiền mortgage hàng tháng. Nếu mà bạn mua căn hộ 500.000 đô, tiền down payment của bạn là 100.000, còn cái mortgage loan là 400.000. Hàng tháng thì bạn có thể trả khoảng 2.000. Thì trong 2.000 này vừa là một phần lãi suất có thể là 1.100, và phần còn lại là dùng trả cái khoản vay 900 đô. Cho nên sau cái tháng đầu tiên thì khoản vay ngân hàng của bạn không còn là 400.000 đô nữa, mà chỉ là 399.100. Thế trong cái ví dụ này, một số bạn sẽ hỏi: ồ thế bạn lấy cái con số 1.100 là cho lãi suất và 900 cho trả tiền khoản vay, mấy con số này từ đâu ra? Hai cái con số này hay là cái mortgage payment của bạn hàng tháng phụ thuộc vào cái lãi suất của khoản vay, và đồng thời phụ thuộc vào cái khoảng thời gian mà bạn muốn trả hết cái khoản vay, có thể là 20 năm, 25 năm hoặc là 30 năm. Và cái khoảng thời gian để trả hết cái khoản vay này được gọi là amortization period. Chúng ta ở những cái video tiếp theo sẽ nói rõ hơn về cái amortization period này. Bây giờ có bạn sẽ hỏi là: vậy minimum down payment là bao nhiêu? Cái số tiền tối thiểu mà chúng ta có thể down để mua cái ngôi nhà là bao nhiêu? Thì cái minimum down payment, cái mức tối thiểu down payment phụ thuộc vào trị giá của ngôi nhà, và đây là công thức chung. Cái công thức này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà trong khoảng 10 năm gần đây thì đều như nhau. Nếu mà giá mua của ngôi nhà gọi là purchase price mà nhỏ hơn 500.000 đô, thì cái minimum down payment tối thiểu mà bạn phải có là 5%. Còn nếu mà trị giá ngôi nhà mà bạn mua từ 500.000 cho tới dưới 1 triệu thì cái tối thiểu down payment của bạn phải là ít nhất 5% của 500.000 đầu tiên, 10% của phần còn lại. Ví dụ rất đơn giản, nếu mà ngôi nhà mà bạn mua là 900.000 thì minimum down payment bạn cần phải có ít nhất 65.000 để mua cái ngôi nhà này. Và nếu mà trị giá căn nhà mua từ 1 triệu trở lên, bắt buộc chúng ta phải có down payment tối thiểu là 20% trị giá căn nhà này. Ví dụ nếu mà căn nhà 2 triệu thì tối thiểu
down payment phải là 20% của 2 triệu, có nghĩa là 400 ngàn. Có bạn sẽ hỏi là ồ, thế mình muốn down 30%, 40% có được không? Tất nhiên là được, bởi vì đây chỉ là cái con số tối thiểu bắt buộc bạn phải down. Còn bây giờ chúng ta trả lời một số cái câu hỏi rất quan trọng liên quan tới vấn đề down payment. Câu hỏi thứ nhất, các bạn hỏi là thế down payment là bắt buộc, có trường hợp nào đặc biệt mà chúng ta không phải dùng down payment hay không? Câu trả lời là có, và những cái trường hợp này thì cực kỳ đặc biệt. Mỗi ngân hàng thì có cái chính sách về vấn đề này khác nhau. Và mình tìm hiểu rất nhiều ngân hàng không có một cái thông tin cụ thể nào về vấn đề này. Còn phần lớn, ngân hàng sẽ bắt buộc chúng ta phải trả down payment để mà giảm thiểu rủi ro đối với lại cái khoản vay của họ. Cái câu hỏi thứ hai, vì sao rất nhiều người nói hay là hầu hết mọi người nói là họ phải down payment 20%? Thứ nhất, đại đa số những người mua nhà down 20% để tránh cái khoản bảo hiểm bắt buộc, gọi là mortgage insurance. Mình tạm dịch là bảo hiểm khoản vay mua nhà. Tùy thuộc vào cái số tiền mà bạn trả cho minimum down payment mà cái mức bảo hiểm này có thể lên tới 4% hoặc là 4,5% trị giá khoản vay, có nghĩa là 4-4% của mortgage loan. Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu mà cái lãi suất của khoản vay dưới 3% mà trong cái thời dịch Covid như thế này, cái lãi suất cực kỳ thấp mà chúng ta phải trả 2 hoặc là 3%, 4% cho cái bảo hiểm khoản vay này, thì quả thật đây là một con số rất lớn. Nó nhiều hơn cả cái phần lãi suất mà bạn trả cho ngân hàng. Cái lý do thứ hai mà ứng với lại đại đa số người mua nhà, bởi vì lương chúng ta không đủ cao để ngân hàng có thể cho chúng ta vay nhiều hơn là 80%. Ví dụ một ngôi nhà trị giá 1 triệu đô mà chúng ta lương chỉ có đủ để mà vay 600 ngàn thì bắt buộc chúng ta phải down payment nhiều hơn 20%. Trong cái trường hợp này là 400 ngàn, có nghĩa là 40% nếu bạn thực sự muốn mua cái căn nhà đó. Cái lý do thứ ba là vì chi phí sinh hoạt hàng tháng của chúng ta. Bởi vì down payment càng nhiều thì monthly mortgage payment càng ít. Nhiều khi chúng ta đi làm công ăn lương, cái lương của chúng ta hàng tháng cố định. Thế nên trả cái mortgage càng ít thì chúng ta có dư thêm tiền để cho cái chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và một lý do quan trọng khác mà mình muốn đề cập, khi mà down payment càng nhiều thì rủi ro các khoản vay của các ngân hàng càng ít. Thế nên họ thường cho bạn cái lãi suất ưu đãi hơn khi mà bạn down ít nhất 20%. Nếu mà chúng ta chỉ down có 5% hay là 10%, có thể cái lãi suất khoản vay sẽ lớn hơn là mức bình thường một chút. Câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi cực kỳ quan trọng và ứng dụng đối với đại đa số của chúng ta, đặc biệt là những sinh viên vừa ra trường hay là những bạn mà mới sang Canada. Một số bạn xem cái video về vấn đề tiền lương của mình, đồng thời xem cái video về giá cả nhà ở Canada, đã nhắn tin hỏi mình là ồ thế nếu mà gia đình tớ, ví dụ như là bố mẹ cho tớ tiền mua nhà, cái này có được không? Có vấn đề gì không? Liệu các ngân hàng có chấp nhận không? Câu trả lời là có, họ chấp nhận số tiền mà gia đình bạn cho bạn để mua nhà. Và cái lưu ý là chỉ có cái tiền mà cho bởi immediate family members, có nghĩa là ông bà nội ngoại, rồi bố mẹ, anh chị em ruột cho thì mới tính. Còn nếu mà họ hàng xa, anh chị em họ, cô chú cho để mua nhà thì ngân hàng sẽ không chấp nhận. Và rất nhiều ngân hàng đòi hỏi là phải có gift letter, có nghĩa là một cái lá thư chứng nhận rằng cái số tiền mà gia đình người thân của bạn cho là cái số tiền mà tặng để mua nhà. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu mà cái số tiền mà người thân của bạn cho bạn quá lớn, quá nhiều, thì họ có thể đòi hỏi xem tài khoản ngân hàng của người thân của mình
xem là cái số tiền đó thực sự có từ tài khoản của người thân bạn hay không. Có thể họ sẽ đòi hỏi bank statement, có nghĩa là chi tiết cái tài khoản của người thân của mình trong vòng 3 tháng trở lại đây, 6 tháng hay là 1 năm trở lại đây trước khi mà cho bạn tiền, để kiểm chứng rằng cái số tiền mà người thân của bạn cho bạn không phải là từ đi việc, đi vay mượn, hay là đây không phải là một trong những cái hoạt động rửa tiền. Một lưu ý nữa là kể cả cái số tiền mà bạn dùng để down payment là tiền riêng của bạn, từ tài khoản riêng của bạn, thì các ngân hàng có thể đòi hỏi xem bank statement, xem cái số tiền đó thực sự là của bạn hay không, bằng cách yêu cầu bạn là cho họ cái bank statement trong vòng 3 tháng, 6 tháng, thậm chí 1 năm trước khi mà bạn apply cái mortgage. Cho nên khi mà chúng ta mua nhà, chúng ta phải lưu ý tới cái vấn đề này. Cái tiền mà chúng ta để down payment, chúng ta phải cho vào nhà băng của mình ít nhất là 3 tháng khi mà chúng ta đi vào các ngân hàng để apply cho cái khoản vay. Bạn nào ở Canada lâu rồi và có RSP thì có thể lấy cái tiền từ cái RSP của mình cho việc down payment, hay là cái tận dụng cái chính sách First Time Home Buyer Incentive của chính phủ. Mình xin phép không đi sâu chi tiết về vấn đề này. Bạn nào mong muốn có thể tự tìm hiểu thông tin, bởi vì thông tin về cái vấn đề này rất là nhiều ở trên mạng. Ở những video sau, chúng ta sẽ đi vào cụ thể các bước tiếp theo của quá trình mua nhà, ví dụ như xây dựng credit score như thế nào, hay là những vấn đề liên quan tới công ăn việc làm để cho chúng ta có thể apply cái mortgage loan ở các ngân hàng một cách thuận lợi nhất.